Chào mọi người ha, thì lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ đi vào buổi 2, xác suất thống kê. Rồi, vào buổi trước mình đã nói về các phép tính xác suất. Và ở cuối bài mình có để hai bài tập cho mọi người. Thì hôm nay đầu tiên mình sẽ giải hai bài đó ha. Rồi, bài đầu tiên. Một chi đoàn có 36 người, trong đó có 3 cặp vợ chồng. Ban chấp hành cần chọn ra 3 người để bầu vào các chức vụ bí thư, phó bí thư thứ nhất và phó bí thư thứ hai. Thì đề bài yêu cầu là tính xác suất để 3 người được chọn, không có cặp vợ chồng nào. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ đặt biến cố A là không có cặp vợ chồng nào như đề bài. Vậy thì biến cố đối của nó sẽ là có ít nhất một cặp vợ chồng. À, rồi, không gian mẫu mình sẽ lấy chỉnh hợp 36 người nè, 3 người xếp vào 3 vị trí ha. Mình xài chỉnh hợp tại vì 3 cái vị trí này có thể thay đổi cho nhau. Rồi, tiếp theo mình sẽ tìm số cách chọn của biến cố đối có ít nhất một cặp vợ chồng. Thì ở đây một cặp vợ chồng mình sẽ xét chung trong một cụm. Ba cặp vợ chồng thì có 3 cụm đúng không? Rồi, mình sẽ lấy tổ hợp 1/3. Đây, tức là lấy một cặp vợ chồng trên 3 cặp vợ chồng. Rồi, thì mình đã chọn được 2 vị trí. Vị trí còn lại, mình tiếp tục lấy tổ hợp 1/34. Ở đây mình đã tìm được 2 vị trí, cho nên từ 36 người còn có 34 người thôi ha. Và 3 người mình đã chọn được có thể thay đổi vị trí cho nhau. Ví dụ bí thư, phó bí thư 2 hoặc là phó bí thư 1. Hoặc là mình có thể đổi thành phó bí thư 2, bí thư xong rồi đến phó bí thư 1 ha. Cho nên mình sẽ nhân với 3 giai thừa. Rồi, xác suất của biến cố đối sẽ bằng cho số cách chọn của biến cố đối chia cho không gian mẫu. Rồi, đến xác suất của biến cố thì mình lấy 1 trừ cho xác suất của biến cố đối thôi ha. Rồi, xong bài đầu tiên. Bài tiếp theo. Công ty A cần tuyển nhân viên, trong đó có 2 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 4 sinh viên loại khá và 8 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình. Đề bài cho xác suất để một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi là 0.9, loại khá 0.7 và loại trung bình là 0.5. Lưu ý là công ty chỉ tuyển một người và đề bài yêu cầu tính xác suất để người được tuyển tốt nghiệp loại giỏi. À, rồi thì ở đây đầu tiên mình phải xác định là mình dùng trường hợp nào. Ở đây đề bài đã cho xác suất của từng trường hợp, do đó chúng ta sử dụng công thức Mercury. Rồi, đầu tiên xác định biến cố A tuyển một người tốt nghiệp loại giỏi theo đề bài ha. Biến cố B sẽ là tuyển một người, là cái trường hợp chung, nó là không gian mẫu luôn. Rồi, đầu tiên xác suất của biến cố A sẽ bằng tổ hợp 1/14, tổng là 14 sinh viên ha, thì chọn ra một người tốt nghiệp loại giỏi thì 1/14 nhân cho, rồi theo công thức ha, nhân cho p của tốt nghiệp loại giỏi là 0.9, rồi p trên k đây của mình là 1, rồi nhân cho 1 trừ b n trừ k, rồi n trừ k bằng 13, 1 trừ b bằng 0.1 đây ha. Rồi, nếu như các bạn làm theo cách này, làm theo công thức và thế số vô thôi, thì mình xin chúc mừng các bạn đã quay vào ô mất lượng. Rồi, thì tại sao mình lại nói như vậy? Rồi, ở đây 0.9 là xác suất để chọn ra một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Thì 0.1 nó có phải là xác suất để
sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đó không được chọn hay không, trong khi có loại khá và loại trung bình. Khi mà đề bài cho một loại xác suất, thì các bạn có thể áp dụng theo trường hợp này. Còn ở đây người ta cho xác suất của ba trường hợp, mà ba trường hợp này nó phụ thuộc nhau, có liên quan đến nhau, cho nên không phép một. Không phép một nó không có liên quan gì đến xác suất của hai thằng này. Rồi, vậy cách giải đúng phải như sau. Rồi, đầu tiên có hai sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, bốn loại khá và tám loại trung bình, thì ở đây có ba trường hợp, các bạn phải tách riêng ra cho mình là ba trường hợp, không được gộp chung là 14 sinh viên ha, tại vì nó là ba loại khác nhau lận. Rồi, đầu tiên xác suất tuyển một người tốt nghiệp loại giỏi sẽ lấy tổ hợp 1 trên 2. Rồi, lấy một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trên hai sinh viên loại giỏi nè. Rồi, mình vẫn nhân với cụm này bình thường ha, theo công thức bình thường. Rồi, 0.9. 0.9 là xác suất tốt nghiệp loại giỏi, 0.1 là 0, 0.1 là cái trường hợp của người còn lại. Ở đây có hai người nè, thì 0.9 là của một người, 0.1 của người người còn lại là người không được chọn đó. Rồi, còn lại hai trường hợp đó là khá và trung bình, thì loại khá và loại trung bình không được chọn luôn. Nên các bạn phải sử dụng biến cố đối ha, biến cố đối tức là lấy một trừ cho xác suất được chọn 0.7 thì lấy 1 trừ 0.7 0.3. Rồi, 4 sinh viên loại khá thì 0.3 mũ 4. Tương tự 0.5 mũ 8. Rồi ha. Rồi, đến không gian mẫu. Như mình đã nói thì có 3 trường hợp. Thì trường hợp đầu tiên là chọn một người tốt nghiệp loại giỏi thì các bạn làm như này, y chang trên này luôn. Rồi, trường hợp thứ hai tốt nghiệp loại khá. Rồi ha, lấy tổ hợp của 1 trên 4. Đây, 0.7 xác suất của một người khá được chọn, và 0.3 là xác suất của ba người còn lại không được chọn. Rồi, sẽ nhân với trường hợp tiếp theo, đó là loại giỏi và loại trung bình ha, 0.1 mũ 2 và 0.5 mũ 8. Rồi, cuối cùng là xác suất của một người trung bình được chọn. Rồi, làm tương tự như hai cái này ha, thì xác suất của một người tốt nghiệp loại giỏi sẽ bằng cho xác suất của biến cố A chia cho không gian mẫu. Rồi ha, dễ mà đúng không? Rồi, đi vào buổi ngày hôm nay, thì mình sẽ đến với biến ngẫu nhiên. Biến ngẫu nhiên thì gồm có hai trường hợp, đó là biến rời rạc và biến liên tục. Đầu tiên mình sẽ đi vào biến rời rạc ha. Thì cái phần này nó hơi dài nên mình sẽ tách ra hai buổi. Buổi đầu tiên mình sẽ nói về biến rời rạc và hàm phân phối. Buổi tiếp theo mình sẽ nói về kỳ vọng phương sai và các phân phối của biến rời rạc. Rồi, đi vào phần đầu tiên. Rồi, nó là định nghĩa thôi ha. Thì biến rời rạc nó bao gồm các giá trị, nó là một tập giá trị đếm được. Mình có ví dụ như sau. Cửa hàng có 50 đôi giày thì gọi x là số giày Mỹ chịu mua, thì x có thể là 0. Không mua đôi giày nào hết. 1, mua một đôi. 2, tương tự như vậy ha. Mắc của nó là 50 đôi. Tại vì cửa hàng có 50 đôi giày thôi, thì cái khả năng đáp ứng cao nhất là 50 đôi. Rồi, phần này không có gì hết ha, chỉ là định nghĩa và ví dụ thôi. Rồi, qua hàm phân phối.
Đầu tiên là hàm phân phối xác suất của biến rời rạc, hay còn gọi là hàm khối lượng xác suất. Rồi ha, hàm phân phối sẽ bằng cho xác suất của x. Rồi với px luôn luôn lớn hơn hoặc bằng không, và tổng của những trường hợp xác suất này là bằng 1. Tí nữa mình sẽ đi ví dụ cho mọi người hình dễ hình dung ra ha, tại vì định nghĩa đối với mình nhìn định nghĩa mình cũng hơi không hiểu lắm. Rồi hàm phân phối tích lũy CDF, thường gọi tắt là CDF và ký hiệu là Fx. Rồi cái này đếm biến liên tục mình sẽ nhắc lại ha. Rồi rồi thì CDF nó sẽ bằng xác suất của x bé hơn cái mà đề bài cho. Rồi mình sẽ đi vào phần ví dụ luôn đi ha. Rồi mình có ví dụ như sau. Trong kho có 3 sản phẩm đã đóng gói và mình xin lỗi. Hơi hoa mắt một tí. Trong kho có 6 sản phẩm đã đóng gói và 3 sản phẩm chưa đóng gói, thì mình sẽ book random ra 3 sản phẩm. Là tổng là 9 sản phẩm, đúng không? Rồi thì gọi x là số sản phẩm chưa đóng gói được chủ kho lấy ra. Tìm hàm phân phối xác suất và hàm phân phối tích lũy. Bài này sẽ ví dụ cho hai cái định nghĩa ở phía trước luôn ha. Thì cái bảng này, mình sẽ điền vào cái bảng này. Rồi 0, 1, 2, 3 có nghĩa là mình dựa theo x thôi à. Mình dựa theo cái đề bài là họ book random 3 sản phẩm, thì x nó sẽ là cái khả năng mà cái biến cố nó xảy ra. Rồi 0, x là số sản phẩm chưa đóng gói được chủ kho lấy ra. Rồi mắc là 3 sản phẩm, book ra 3 sản phẩm, thì cái trường hợp đầu tiên 0 có nghĩa là trong 3 sản phẩm này không có sản phẩm nào chưa đóng gói hết. 1, có một sản phẩm trong 3 sản phẩm, có một sản phẩm chưa đóng gói trong tổng số 3 sản phẩm. Rồi tương tự 2, 3. 3 tức là cả 3 sản phẩm ở đây đều được đọc, đều chưa đóng gói. Rồi đây là xác suất cho từng trường hợp thì mình sẽ tính như thế nào? Rồi xác suất của trường hợp đầu tiên không có sản phẩm chưa đóng gói nào. Thì mình sẽ giải như xác suất bình thường thôi ha. Rồi gọi biến cố A. Biến cố A là không có sản phẩm nào chưa đóng gói, thì sẽ là thì lấy tổ hợp của C36. 6 ở đây là 6 sản phẩm đã đóng gói ha. Mình sẽ bốc book được 3 sản phẩm trong 6 sản phẩm đã đóng gói, thì sẽ không xuất hiện cái sản phẩm chưa đóng gói nào. Rồi không gian mẫu C39 ha, book 3 trên 9 sản phẩm, thì sẽ ra 5 phần 21. Tương tự với trường hợp xuất hiện một sản phẩm chưa đóng gói. Thì sẽ lấy tổ hợp của C13, book 1 trong 3 sản phẩm chưa đóng gói, sẽ nhân với tổ hợp của C2 trên 6, book 2 sản phẩm của 6 sản phẩm đã đóng gói. Rồi không gian mẫu tương tự. Rồi tương tự với 2 sản phẩm và 3 sản phẩm luôn ha. Rồi cái này tương tự đi, mình nói cái này đi. Rồi cả xuất hiện cả 3 sản phẩm đều chưa đóng gói, thì sẽ là tổ hợp C33. 3 sản phẩm chưa đóng gói thì book hết luôn. Thì đây.
Rồi mình sẽ điền kết quả vô đây ha. Rồi thì sau khi mà mọi người tính thì để kiểm tra là kết quả mình tính có đúng hay không thì chúng ta cộng cả 4 trường hợp này lại với nhau thì nó sẽ là 1 ha. Rồi đây mình đã cộng lại và ra 1. Uy tín ha. Rồi ok. Rồi tiếp theo hàm phân phối tích lũy thì nó là gì? Rồi thường thì đề bài sẽ cho các bạn tìm nó bé hơn hoặc lớn hơn bao nhiêu. Còn nếu như đề bài không nói thì đề bài chỉ yêu cầu là tìm hàm phân phối tích lũy thôi, thì các bạn giải ra các bạn giải ra hết tất cả trường hợp cho mình luôn. Rồi thì trường hợp thứ nhất luôn là bé hơn hoặc bằng 0 nè. Trường hợp thứ hai bé hơn hoặc bằng 1, bé hơn hoặc bằng 3. Và lớn hơn 3. Lớn hơn 3 tức là cái phần tổng thôi ha. Rồi. Đầu tiên với trường hợp bé hơn hoặc bằng 0 thì làm sao? Rồi, mình nhìn ở trên này ha. Bé hơn hoặc bằng 0 thì nó từ khúc này trở về trước. Trở về trước thì không có gì hết ha. Thì không. Rồi trường hợp tiếp theo. Từ 1 trở về trước. Rồi nhìn nha. Từ 1 trở về trước thì nó có gì ạ? Có trường hợp của 0 đúng không? Là 5.21. Rồi tiếp theo. Từ 2 trở về trước. Rồi. Từ 2 trở về trước thì nó có 2 trường hợp. Cộng lại ha. Rồi tiếp theo. Từ 3 trở về trước. 3 trường hợp cộng vô. Còn lớn hơn 3 thì sao? Lớn hơn 3. Lớn hơn 3 thì nó có thể là 4. 4. 4, 5, 6 gì đó. 4, 5, 6 gì đó. Mà ở đây nó chưa có số cụ thể cho nên mình sẽ lấy đằng trước này. Thì nó có 4 trường hợp là cộng lại bằng 1 như hồi nãy mình đã tính ha. Rồi, với trường hợp đề bài yêu cầu lớn hơn 20 thì sao? Rồi, nhìn ở đây, mình tiếp tục nhìn ở đây ha. Lớn hơn 20 tức là từ đâu ạ? Rồi, từ 25 trở đi ha. Từ 25, 40, từ 25 nó đã lớn hơn 20 rồi. Rồi, xét từ lớn hơn 20. Rồi, mình tới đây mình sẽ sử dụng phần đối. Thường thì mình sẽ sử dụng phần đối là lấy 1 trừ cho x. X bé hơn 20 ha. Cái này lớn hơn 20. Hồi nãy hình như mình nói nhầm đúng không? Hồi nãy mình nói bé hơn. Rồi, mình sẽ lấy 1 trừ cho bé hơn 20. Mà bé hơn 20 là khúc này. Bé hơn 20 là bé hơn 25 ha. Là từ khúc này có một trường hợp là 0.2. Lấy 1 trừ cho 0.2 bằng 0.8. Rồi cách thứ hai lớn hơn 20 là xét từ 25 trở đi. Là nó có 2 trường hợp. Cộng 2 này lại bằng 0.8 ha. Nhưng mà các bạn cứ làm theo cách này cho mình. Để làm cho quen, tại vì nó áp dụng với nhiều đề bài ha. Rồi thì buổi đầu tiên của biến đổi rạc kết thúc ở đây ha. Thì buổi tiếp theo mình sẽ nói về kỳ vọng phương sai và các phân phối biến đổi rạc. Rồi. Rồi, thì như cũ ha, nếu như mà có thắc mắc gì ạ, thì các bạn có thể đăng rút hỏi hoặc là quét cái QR Zalo này và nhắn tin trực tiếp với mình ha. Rồi, mình cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Bye bye.